Hello anh em, thì hôm nay có một anh ở trong Đắk Lắk có gửi ở trong EK có gửi ra cho em một con Samut 3000G lợi phát nhé. Con này thì anh ấy đã sửa rồi nhưng mà chắc là không được. Nên là anh ấy gửi ra cho em. Hôm trước em có nói chuyện với anh ấy một lần và anh bảo là phải sửa rẻ cho anh và nói chung là anh ấy chỉ cho em. Nhưng mà em thấy anh ấy chưa chưa sửa mà anh đã bắt em báo giá là phải sửa rẻ thì em chưa biết nó hỏng cái gì nên em không dám nhận, và em bảo là anh có thể tìm cơ sở khác để anh sửa máy, nhưng mà anh ấy lại gửi ra cho em. Thì hôm nay anh gửi ra rồi thì em sẽ sửa lại cái con máy này cho anh. Về tổng quan thì em nhìn sơ qua thì em đã thấy một số cái anh ấy thay nó không đúng nên là em còn chưa thử tải máy hay là chưa thử bất kỳ một cái gì, nhưng mà em thấy một số thông số anh thay không đúng. Chẳng hạn như cái fan này chắc là anh ấy thay rồi. Ở đây có một con điện trở, ở đây có một con điện trở này. Nó khác với các con điện trở khác nhá. Ở đây máy nó đang chạy 20 ohm nhưng mà anh lại thay điện trở lên 22 ohm nhá. Đấy, điện trở này đã sai nhá. Thay con này là sai rồi này, không được này. Đấy. Và em chưa thử máy đâu, nhưng mà em sẽ sửa lại con này và em sẽ báo bệnh và báo giá cho anh em xem nhá. Anh em chờ em một chút nhá. Đây nhá, tiếp tục phát hiện ra em ngồi em nhìn sơ qua phát hiện thêm một cái lỗi nữa là anh ấy lại thay tiếp cái con trở này ở đây là 20 ohm. Anh thay sai tiếp cái con điện trở này, nói chung là đấy tự vọc tự vạch nên là nó khó lắm. Nên là thay sai hết rồi, thế giờ em lại phải làm lại tiếp, thay lại hết. Và một số chỗ nó đánh điện em cũng gọi điện video, em quay video cho anh ấy xem và em chỉ ra. Nói chung là em thì em không lấy đắt các anh đâu nên các anh yên tâm, em gọi là làm có tâm và uy tín là làm sao để các anh cần quay lại với em. Kể cả những cái tụ này tí nữa em sẽ đo hết xem nó kém em cũng phải thay, nếu mà kém là phải thay. Còn sửa con máy mà bảo là hạn chế tiền thì em sẽ báo giá cho các anh như nào, muốn sửa ngon để về nó đánh được cá, chứ mà cứ bảo sửa rẻ xong là nó kém tụ mà không thay nó đi về đánh cá nó chối, lại bảo là chú Thủy sửa không ra gì. Nói chung là cái gì nó hỏng là phải thay. Còn cái tụ này vừa nãy nó đánh điện sáng chóe, em quay video cho anh ấy xem rồi nha, cũng hỏng rồi. Thay luôn, tí em sẽ thay nhá, đánh điện sáng chóe cái tụ luôn. Đấy. Thì anh em chờ em một chút nữa để em thay cho nó ngon ngả xong là em quay cho anh em xem. Hello anh em, thì đây là con máy của khách ở trong EK sau khi em đã sửa xong nhá. Đấy, con này em sẽ thay hết lại dàn tụ nhá. Và cái tụ này lúc đấy em cũng quay video cho anh ấy rồi nhá, em cũng thay luôn một đôi tụ này nhá. Và hết cái dàn tụ này này, và diode thì nó có một con gãy nửa vời nhá. Đấy, con này không chết đâu nhưng mà nó gãy nửa vời. Đấy, nó lúc thì nó bắt được chân điện thì nó chạy và lúc thì nó không nhá, nó chập chờn nhá, em thay luôn con này. Đấy, thay luôn em hàn lại dàn diode nhá. Hôm trước anh ấy hình như anh cũng rổ cái diode này ra rồi. Nhưng mà chắc là nó cứng quá lay đi lay lại nó gãy hay sao ấy, em thấy hàn ở chân ở bên dưới rồi. Bây giờ em sửa con này hoàn chỉnh và chạy ngon rồi nhá, điện trở các thứ thay sai, những cái con điện trở và con ấy thay sai em thay lại hết nhá. Đấy thì em sẽ thử máy cho anh em xem nhá. Đây này, bấm một phát quạt chạy này, em sẽ chỉnh tần số thấp nhá, em đang tải 3000W này. Từ nhá, ok này, 3000W này, sáng quát nhá. Đấy, bấm tải nặng này. Đấy, bấm nút max công suất này, chạy này. Đấy, ở đây em thay hết dàn tụ băm này vì nó còn có 20 mi đánh cá nó sẽ không được khỏe, và ở đây em thay lại ba con này là 24 mi nhá, có nghĩa là dàn này là 24 mi này, bên này 24 mi này, nối tiếp lại thì nó sẽ giảm số mi đi. Đấy, đấu song song thì nó sẽ tăng mi nhá, cái này đấu song song tăng mi này, song song tăng mi này, nhưng mà nối tiếp hai cái này lại thì nó sẽ giảm mi đi nhá. Đấy, tụ này thì nó sẽ, nói chung là mấy cái con này nó còn có 20 mi thôi, ba cứ ba con này cộng lại là 20 mi, ba con này cộng lại là 20 mi thì nó bị sụt mi rồi. Thấy không? Em đang tải con 3000G này là 3000W nhá. Hình như hôm nọ anh ấy bảo em là chết cái này vỉ này, anh bảo thay cho anh cái vỉ này, em nhớ không nhầm là như thế, nhưng mà thực ra cái vỉ này nó không chết. Đấy, có phải là nếu mà anh cứ phán bừa thì cái vỉ này em thay cho anh, em ra em mà như thợ khác em bảo chết cả cái vỉ này thì có phải anh mất thêm tiền không? Đấy, nhưng mà không phải nhá, nó bị một số cái linh kiện nó bị kém và bị gãy và anh thay sai, với cả linh kiện nó kém thì nó gây ra máy nó như thế nhá. Em đã sửa xong cho anh rồi nhá. Ok anh nhá.